Các em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1, 2, 3 bắt đầu. Đây sẽ là một cuộc thi ghép hình sáng tạo giữa quần hip và cò để xem ai sẽ ghép hình nhanh hơn, sáng tạo hơn các bạn nhá. Chớp rồi. Đó. Xanh này, ghép mô hình chớp chớp. Còn quần hip sẽ ghép mô hình 8 tuốt. Xanh này, xanh đậm này, xanh đậm này. Đây rồi, đây rồi. Thời gian cho các em là 15 phút. Ai ghép nhanh hơn sẽ là người chiến thắng. Xanh chớp rồi. Không phải nghĩ anh ạ, cái đấy chắc chắn em là người giành chiến thắng rồi. Ôi, đây mới gọi là giành chiến thắng đấy này. Của cậu anh xem nào. Đây anh ơi chà. Màu mè lấp ráp quá đẹp. Cái tay ra chưa? Chân đâu? Chỉ hết giờ em có kịp lấp chân đâu. Anh ơi, mô hình của em lấp từ chân lên. Này là không chiếu chân. Thế thì mày nhất rồi đâu anh xem nào. Đây anh ơi. Nhưng mà nó chiếu đầu anh ạ. Các cậu quá kém. Nhìn các mô hình của tớ lắp ghép đây này. Ai chà, à Sam lắp hơi bị đỉnh ấy. Ôi trời, chuyện. Anh nhìn đây này, đây là mô hình 8 tuốt này. Đây là mô hình chiếc máy bay trực thăng. Còn đây là mô hình chớp chớp. Mô hình này là mô hình cái xe máy anh nha. Xe máy này để đi giao hàng cho em đấy. Còn đây là mô hình ngôi nhà. Một mình em mà lắp được quá nhiều như thế này luôn. Tớ mà có nhiều bộ ghép hình sáng tạo cool như cậu này, để luyện tập mỗi ngày tớ còn ghép giỏi hơn cậu. Ôi giời ơi, muốn người ta tìm cách mà không muốn thì người ta lại tìm lý do thôi. Để sở hữu bộ ghép hình sáng tạo cool này ấy, thì cậu chỉ cần ấy, mua 4 lốc sữa thạch cool 170ml là được tặng luôn. Đơn giản thế mà không làm. Mà mấy cái bộ ghép hình này á, kích thích khả năng sáng tạo của bản thân lắm nhá. Thế sao cậu không nói sớm? Thì có ai hỏi đâu mà tôi nói. Nhưng mà quan trọng là thời gian. Thời gian là đến 30 tháng 6 năm 2024 là hết hạn rồi đấy nhá. Mà đặc biệt hơn ấy, là bộ ghép hình sáng tạo này ấy, nay lại còn có phiên bản của 33 bay và 33 bự nữa đó. Hả? Sao không nói sớm? Thì giờ ấy, vẫn kịp cho cậu sưu tầm mà. Mọi người chơi gì đấy? Cho em chơi với. Chẳng mấy khi anh em mình đông đủ như thế này mà trời hôm nay lại mát. Hay là anh em mình tổ chức cuộc thi gì đó đi. Đúng rồi anh ơi, tổ chức cuộc thi là thi tái chế đi anh ơi. Thi tái chế từ rác thải à? Được đấy anh ạ. Em ở đây là có mình em là con gái thôi. Em sẽ là ban giám khảo cho. Thế thì bây giờ anh em mình sẽ đi tìm đồ và chế tạo thôi. Đi đi. Em đi đâu em? Em là ban giám khảo, em chạy đi theo làm gì? Trong này rất nhiều đồ luôn. Quân hip. Hả? Đang tìm cái gì đây? Đang tìm mấy cái vỏ lon này. Đấy, về mình sẽ làm một cái gì đó bằng vỏ lon này. Ui các bạn ơi, ở đây có một cái ống gì mà siêu to khổng lồ luôn. Không biết cái ống này mình liệu có tái chế được cái đồ gì không nhỉ? Thôi to thế này thì tái chế được cái gì có. Kệ, tao cứ mang vác về. Thế nào? Không vác được à? Nặng lắm. Thế, thôi bỏ đi, tìm cái nào nhỏ nhỏ thôi có ạ. Ui, ở đây nắm vỏ chai anh ơi. Đúng luôn. Em lấy hai cái chai này. Anh vừa bỏ ra mặt lấy luôn à, anh lấy cái chai to này à. Anh lấy được cái chai to thế, em lấy được hai cái chai bé. Mới cái vỏ lon này nữa. Đấy, em lấy cái xốp này đã. Tí nữa về làm cái gì thì làm. Đây có cả cái bình ga nhưng mà hết rồi. Rồi, em được 4 cái rồi anh ạ. Anh cũng được mấy cái rồi. Trời ơi. Cô ơi, nhà mày có mày sấy tóc chưa? Chưa. Tao cho mày cái máy sấy tóc này. Xin lòng đấy. Vẫn mới luôn nhá. Vẫn mới. Ừ. Mới tội nó hỏng, nó không chạy được thôi. Ủa ơi các bạn ơi. Nhìn này, bên trong này vẫn còn rất nhiều bọt xà phòng luôn. Nếu mà mình không rửa thì làm sao mà sạch được đúng không các bạn? Trời ơi, mày lấy cái nắp chai này ở đâu? Cho tao xin ít. Không, tao phải đi nhặt khắp nơi thì mới được từng này đi. Toát hết cả mồ hôi. Mày muốn đây thì đi mà nhặt. Thảm vừa đây. Chả thế thì không à. Các bạn ơi, mình đang cạo này, cạo hết cái lớp sơn này cho nó sạch này. À.
Bây giờ mình cho nước vào đây, xong mình đóng nắp chai lại, mình xúc cho nó sạch, xong tí nữa mình làm đồ chơi nó bia đẹp sạch sẽ các bạn ạ. Chá ra làm sao nhảy như con khỉ. Ngập hết cả người rồi. Đấy tí chứ. Ui, xin lỗi. Đây không cố ý đâu. Đồ của cò đây các bạn ơi. Ui, rất nhiều tấm cắt tông cũ này các bạn ơi. Đây đây. Những cái bìa cắt tông cũ cò bỏ ra để làm. Và đây? Một số những cái que gỗ nhỏ nhỏ. Còn của con híp. Ui, con híp sử dụng rất nhiều non nước. Đã hết rồi. Cả nắp chai này. Sắt này. Cốc này. Đồ của em là ba chai nước anh ạ. Ba chai nước bỏ xong em cầm. Em lấy cái này em về em tái chế. Rửa sạch cho em. Em rửa sạch lắm rồi. Thơm phức rồi đúng không? Thơm phức. Hôm nay em sẽ làm cái đồ chơi mà tuổi thơ em hay chơi anh ạ. Em sẽ làm một cái đồ chơi để rèn luyện trí thông minh anh ạ. Mày làm cái gì đấy, nói cho anh biết với. Ấy, thế bây giờ nói ra để anh sao chép ý tưởng của em à? Ấy, mày lâu. Không phải lo nhỉ? Nói đi. Không, em mà nói ra để anh giành chiến thắng à? Mày chế tạo gì vậy con híp? Em à? Em không như cỏ, giống dấu diêm diếm. Em đang làm robot anh ạ. Robot? Vâng. Bằng nắp chai luôn? Vâng. Thế có đi được không? Rồi. Đương nhiên là đi được rồi. Chạy vù vù luôn chứ. Tịt vù luôn. Còn Bita thì đang làm một trò chơi tuổi thơ mà theo lời Bita nói là hồi bé Bita hay chơi lắm. Đúng rồi anh ạ, kia trò đấy à, ngày xưa em rất thích. Ôi ơi, mà cắt kéo là phải cẩn thận ấy. Các bạn nhỏ nhà tuyệt đối không được sử dụng kéo hoặc các vật sắc nhọn đâu nhá, rất là nguy hiểm. Em đang rất cẩn thận anh ạ. Ai cũng có ý tưởng của mình rồi. Có mấy câu đỏ là nghĩ từ nãy đến giờ mà vẫn chưa biết làm cái gì các bạn ơi. Cái gì lon này và cả cái chai này nữa. Ôi, làm cái gì bây giờ nhỉ? Hay là làm bằng cái chai to như này? Nếu mà dùng cái chai to như này để làm một cái chậu hoa, vẽ màu và trang trí vào, trồng cây cảnh trong này cũng đẹp chứ các bạn nhỉ? Nhưng mà cái ý tưởng này thì nó nhiều người biết quá rồi. Mà làm như thế thì kiểu gì cũng thua cò con híp với lại Vita. Mình phải nghĩ ra một cái gì độc đáo hơn. Con híp, mày thấy tao cắt có đẹp không? Sống mù. Đây này, cái cánh tay robot của tao này. Đẹp không? Cánh tay robot này. Ui giời ơi, nhìn chả ra làm sao. Sống mù. Có mày sống mù thì có. Xấu. Mày xấu. Quả mày ấy. Tao đẹp này. Quả xấu. Thôi. Hai đứa mày đừng có cãi nhau nữa được không? Anh đau hết cả đầu rồi này. Im để cho anh tập trung. Anh còn nghĩ để xem anh làm cái gì nữa. Cái gì? Anh muốn tập trung trí não gì? Này, uống đi. Đúng rồi đấy, uống đi anh ạ. Sữa thạch cun cun vị sô-cô-la lúa mạch này bổ sung năng lượng toàn diện, nhân 3 lần sức mạnh cao lớn, mạnh mẽ vượt trội, trí não tập trung. Anh thấy thạch hôm nay dai dai giòn giòn con híp ạ. Mà uống trong thấy ngon nhức nách. Trời ơi. Anh nói thừa, thạch hôm nào chả dai, chả giòn như thế. Mà làm thêm hộp sữa thạch cun cun vị trái cây cam lẩy nữa anh nhỉ. Anh thấy cũng có thạch ở bên trong này. Vâng, có chứ anh. Sữa thạch cun cun vị trái cây cam này cũng có thạch dai dai giòn giòn. Ngoài ra còn hỗ trợ miễn dịch nữa đấy. Mà đặc biệt nhá, từ nay đến 30/6/2024 khi mua 4 lốc sữa thạch cun cun 170ml là được tặng ngay một bộ ghép hình sáng tạo của cun nữa. Chương trình này thì anh biết rồi. Thế nào, anh uống xong 2 hộp sữa đã nghĩ ra làm cái gì chưa? Nghĩ ra rồi. Kiểu này cỏ với lại con nít chỉ có thua thôi. Ôi Bita, hả? Mày làm cái gì mà xanh xanh đỏ đỏ này? Đưa tao xem nào. Đây, xem đi. Ôi dồi ôi, nhìn như cái phễu chất nước đây mẹ. Nhìn như cái phễu chất nước. Tí nữa mày khắc biết. Ây da, em xuyên xuyên vào đây làm gì ấy? Em sẽ làm cánh tay và chân cho robot của em. Anh tưởng đây là cái vòng cổ đeo vào như này. Vòng cổ đâu mà vòng cổ. Đeo không anh? Đeo. Nhìn cò rất giống như ở một kỹ sư đang tỉ mỉ vẽ rồi kẻ các bạn ơi. Thế thì mới chiến thắng được chứ anh. Nhưng mà anh thấy làm tỉ mỉ thế này mất nhiều thời gian lắm. Thì em vẫn hoàn thành đúng dự kiến. Anh câu đỏ, anh đang làm gì đấy?
anh làm cái bí mật. Thì anh có thể bật mí cho em được không? Đã gọi là bí mật rồi ai lại bật mí? Anh với anh đang chia đào các cột này để anh cũng cắt cánh quạt giống như của mày thế này. Ôi giời, em đã làm cánh quạt rồi, anh lại cần càng làm cánh quạt. Thế hai người làm cánh quạt anh? Ừ, anh đang bắt chiếc mày đấy. Bắt chiếc thế nào được mà bắt chiếc. Đây này các bạn ơi, mình đang chia đào ở đây. Nhưng mà mình dán một cái tờ giấy để mình tạm chia đã. Xong rồi tí nữa mình sẽ bỏ cái tờ giấy đi và cắt các cánh quạt bằng nhau. Hai cái tay, hai cái chân. Đã xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi sơn hai cái lon này, tại vì hai cái lon này hơi bẩn các bạn ạ, nhìn gì gì hơi xấu. Mình sẽ dán cái chiếc hộp ma thuật. À, em làm một cái hộp để làm một trò ảo thuật đúng không? Không, để rèn luyện trí thông minh. Ở đây thấy cò chuẩn bị cắt một đống hình tròn các bạn ơi. Không biết để làm gì, mình còn đang nghĩ đây là mấy cái đồng tiền. Để tính nhất đúc vào mấy cái khe này. Đúng rồi, đúc vào khe nhưng mà không phải đồng tiền anh ạ. À, anh biết rồi, mày làm chuồng gà đúng không? Đây là hai cái mái này, đây mái nhà, đúng không Clip? Làm gà, làm chuồng gà. Đây là cái mái nhà đây, đúng không? Đúng. Đấy. Ý nữa xong anh không biết. Thôi, mày thua rồi. Làm cái chuồng gà thế này không ổn rồi. Nếu mà làm chuồng gà thì phải làm bằng chất liệu khác. Chứ em làm chuồng gà bằng chất liệu giấy này ra mưa một cái ướt ngay. Anh toàn đoán linh tinh. Thế không phải chuồng gà? Không phải. Em làm sắp xong rồi, bây giờ anh mới làm cái cánh. Cần lâu mới kịp được em. Anh cũng làm gần trong cái cánh rồi đây này. Đây này, nhìn của em quay hơi bị tít đấy. Cái này cho anh đẹp ở đây, đẹp anh nhỉ? Ui, đẹp thế nào được. Ai chưa? Được rồi anh ơi, đấy. Cắm cái tay vào luôn. Vâng, cắm cái này này. Đây, xuống em này, quấn này. Đâu anh nhìn em mà có giống cái tay chưa? Đây, giống tay chưa anh? Đấy. Rồi. Tay vào. Đấy. Rồi. Chưa giữ được, em phải cho kêu nến dính vào. Có tay thế nào? Ui giời, ngay cái đây này, đúc kêu nến vào đây này con Nip. Bị ta đang dán từng cái cánh quạt một. Đúng rồi, tí nữa em dán nào, màu xanh, màu đỏ, màu vàng ấy. Tí nó quẩy nó mới đẹp anh ạ. Bita có những cuộn băng dính rất là hay luôn. Tại sao là có những cuộn băng dính này hả Bita? Tại cuộn băng dính này nó to quá, em phải cuộn vào kia giấy bạc này xong thì em cắt ra cho nó nhỏ anh ơi. Sáng tạo. Đấy, từ một cuộn băng dính to Bita cắt thành 3 cuộn băng dính nhỏ. Đúng các bạn rồi, ơi, rất nhiều luôn. Các bạn ơi, anh cũng nhỏ đang cưa huy ha huy hục. Rồi, được rồi. Ai xa, vuông vắn đâu có Nip. Rồi, bây giờ anh sẽ đóng một cái que lên đây. Đó, em chắc chưa tưởng tượng được ra anh làm cái gì đâu đúng không? Đúng rồi, chưa, vẫn tò mò lắm. Tí nữa không biết. Đến giờ phút này thì các bạn đã đoán được ra sản phẩm của mình là cái gì chưa? Chưa có, tao vẫn thấy mùng lùng lắm. Thế này vẫn còn mùng lùng hoàn thiện rồi đấy. Đấy, thấy chưa? Đây là chiếc máy. Máy gì? Tiết IQ. Anh cũng chơi chúng ta được là cò lắp cái gì cò. Đấy. Doraemon này các bạn ơi. Rồi siêu nhân đỏ này. Rồi. Pikachu. Có rồi rất nhiều nhân vật nữa luôn. Đấy. Để anh nhét cho một cái. Đấy, cẩn thận khỏi hỏng của em đấy. Thôi anh đi về làm của anh đi. Gần xong rồi các bạn ơi, nhìn này. Các bạn đã đoán ra được cái gì chưa? Chưa đoán ra được đúng không? Tại vì chưa xong. Rồi mình đặt lắp cái này vào. Bita lúc nãy lúc mình làm đã gần xong rồi. Còn Bita bây giờ vẫn đang sửa. Tại vì không quay được. Tại của em làm hơi nhanh không quay được. Nên là em phải sửa anh ạ. Rồi đây này. Úi trời ơi, các bạn nhìn thôi nhưng mà vẫn chưa hoàn thiện đâu, mình sẽ làm tiếp. Nhìn của em này, nhìn màu mẻ nó phải đẹp như thế này. À đây, nhầm. Đấy. Đây là hai cái tay của Nip. Đúng rồi anh. Tại sao em lại dán một tay màu đen, một tay màu vàng thế này? Nãy không để ý anh ạ. Dán lại đi chứ ai làm cái này. Vâng. May mà anh nhắc mày, tí nữa mà được giải nhất, nhớ phải cảm ơn anh nhé. Đã hết thời gian chế tạo, bây giờ Hà Sam sẽ ra chấm điểm nha. Nhưng mà trước khi chấm điểm ấy, mình làm hộp giữa thành cun cun vị sô-cô-la lúa mạch. Uống xong chấm điểm cho nó công bằng các bạn ạ. Thạch dai dai giòn giòn ngon thật đấy. Tất cả các sản phẩm đã có đầy đủ hết ở đây. Bây giờ là mình sẽ chấm điểm các bạn.
bạn nha. Và mình sẽ chấm điểm sản phẩm của Quân Hiếp đầu tiên. Đây các bạn ơi. Rồi. Với những chiếc lắp chai và những chiếc vỏ lon thì mình đã chế tạo ra được một robot. Ơi các bạn ơi, con robot này. Ôi, sao cậu bẻ tay nó thế? Thì robot tay là nó phải hoạt động được. Mà con này nó hoạt động được luôn này các bạn chân ơi. Chân cũng hoạt động được luôn này. Đấy. Ai là xịn so với nhưng mà con Hiếp ơi, nó có kiểu như là nó có thể phát được nhạc hoặc là phát được sáng không? Sáng nhạc thì tớ chưa phát minh ra, cứ phải từ từ. Nhưng mà trang trí đẹp đúng không? Tức là cái con này nó chỉ trang trí được thôi các bạn ơi. Công nhận là nhìn sơ qua hơi bị đẹp ấy. Nhưng mà anh thấy cái mũi này nhìn hơi giống quả ớt. Mũi đỏ. Em nhìn mặt con này là giống kiểu mặt con cú mèo ấy. Với lại anh thấy cái thiếu thiếu ấy. Bình thường đầu là phải có tóc hay là có mũ gì chùm ấy. Sao nhìn cái này nó cứ cụt cụt. Anh ơi, đầu bị hói anh ơi. Robot thì làm gì mà có tóc. Đúng rồi. Ý anh là làm thêm cái gì nữa để cho nó đẹp đẹp. Ví dụ một cái chóp lên chẳng hạn đúng không? Hay là hai cái râu. Và em sẽ chế tạo thêm tại vì thời gian nó hơi ít anh ạ. Rồi, tác phẩm của Quân Hiếp như thế này là cũng là khá là ok rồi đấy các bạn ơi. Bây giờ sẽ tiếp theo là tác phẩm của Bita. Cái gì đấy? Micro à? Không. Hoa loa kèn là sao mà? Kèn đâu mà kèn? Đây là trong trong tuổi thơ của tao đây. Đây là trong tuổi thơ. Đúng rồi ạ. Phải cầm như thế này chứ ai cầm như thế này. Đấy, cầm như thế này nè, nhìn nó vi đẹp. À đúng rồi, trong trống là phải cầm như này. Đúng rồi. Này. Sao nó không quay nhỉ? Không quay gì đâu nhỉ? Mày xem, hôm nay trời nó có gió không mà nó quay. Phải chạy thì nó mới quay. Sao nó không quay? Nó chưa đạt tốc độ con Hiếp ạ. Thế thì đạt tốc độ đi. Đấy. Quay chưa? Tao chưa thấy cái trống trống tuổi thơ nào mà mệt như thế này. Chẳng qua là nó không có gió thì nó không quay được thôi. Nếu mà nó có gió, đứng im nó không quay con Hiếp ạ. Ôi dồi ôi, các bạn ơi. Trống trống chạy bằng cơm các bạn ạ. Bằng năng lượng cơm các bạn nhá. Mà có nghĩa là cái trống trống này khi mà nó quay á thì mình thấy là màu mè nó cũng đẹp phết đấy các bạn ơi. Tại vì nó rất là nhiều màu này. Xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng như thế này là rất là đẹp luôn này. Ở trên này còn có cả Doraemon và Chien. Ui dồi ôi, trong trống mà gắn cả Chien lên đây thì nặng nó không quay được là phải đấy các bạn ơi. Thế là em phải gắn Nobita đúng không? Hình nào nó nhẹ nhẹ được đúng không anh? Đúng rồi. Đây, trong trống này khi quay thì rất đẹp. Nhưng mà đầu tiên là trước khi quay thì mình lại còn phải môi nữa các bạn ạ. Khởi động. Nên là nó hơi bị tốn hơi các bạn ạ. Hơi lỏng. Rồi ok, cái trong trống này thì cũng tạm được các bạn ạ. Tiếp theo là đến sản phẩm của đây mới đẳng cấp này. Máy test IQ. Đúng rồi. Tại sao lại tên là máy test IQ à? Tại vì mình dùng cái máy này để rèn luyện trí thông minh hả sao ạ? Rồi. Xếp những cái này cực kỳ là khó, mình phải sử dụng đến bộ não của mình. Tức là ở đây là có 4 cột, 4 hàng dọc các bạn ơi. Đúng rồi. Ở đây có những màu hồng này, màu xanh này, màu vàng này và màu xanh lá. Tức là 4 cột này sẽ tương ứng với lại một màu, mỗi hàng một màu đúng không? Một màu. Đúng rồi. Bây giờ mình xếp lộn xộn hết rồi. Rồi xem là có những nhân vật nào đây đã. À đây là ô tô này trong phim hoạt hình gì ấy? Cái gì đây? Gà. Ủa, con gà. Phải con gà không anh? Đúng không? Gà ma quái. Đây con gì ấy có? Đây là con gà ma quái. Anh là con vịt chứ con gà là chết như này. Gà con. Ê, húc ghi này. Khủng long này. Pikachu. Đây. Cái này không biết. Đây là ông già đội lỗi en như cái gì đây mà. Đây mà là ông già. Đây là một cậu bé gì chứ, cậu bé phù thủy. Tiếp theo là Sonic nữa này. Đây là ai ở con Hiếp? Cô bé quả khăn đỏ. Đúng rồi. Tiếp theo là Sonic. Ôi em còn thấy cả Ben 10 ở đây này anh ơi. Còn đây là nhân vật trong Pokemon. San. Đây là Monster. Đây là quái vật tay dài anh có đỏ. Vật tay dài có vật một mắt. Đây là siêu nhân đỏ rồi. Doraemon. Người sắt. Công chúa này. Rồi hết rồi. Rồi đưa lên rồi. Di chuyển sang màu đỏ anh đây anh ạ. Tiếp theo. Tiếp theo xuống xuống rồi.
Ôi, bạn ơi. Hơi nóng quá anh ơi. Bây giờ bắt đầu hết bắt đầu rồi bạn ơi. Ở đây. Nữa ra ngoài đi. Ôi giời. Thôi mắc rồi mắc. Ôi lại con mày. Lại con mày. Ôi giời. Rồi đây. Kéo à. Ôi. Đúng bây rồi. Bây giờ làm nào bạn nhỉ? Từ hết sức bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Lại còn hỏi cho là bây giờ làm thế nào? Cho ra đây coi. Xít xít anh ơi, xít xít. Tôi bị mắc khí. Máy này. Đùa. Máy này có vẻ làm nó không được trơn tru lắm các bạn. Rồi cho sàn xuống. Rồi cho lên. Tiếp theo để em tìm xem màu xanh nó ở đâu anh ạ. Đấy, màu xanh đấy đây. Tại sao ông nào đúc màu xanh tít ở dưới này? Mình làm thì còn hỏi là ai? Nên là nó hơi mất thời gian một tí. Đấy, rồi. Ok. Đấy, anh thấy chưa? Rồi, xuống. Đấy. Rồi, thành công rồi, thành công rồi. Anh thấy càng ngày máy hoạt động càng trơn tru. Đây là mới chỉ xong một 4 ngày thôi. Đúng rồi. Rất nhiều phần nữa. Đúng rồi, nên là mình sẽ mất nhiều thời gian hơn anh ạ. Một ngôi nhà có thể test được IQ các bạn ơi. Và mình thấy thì cái chữ này thì nó hơi xấu này. Cái chữ này là ấn tượng là rất xấu rồi này. Đây. Ngoài ra thì mấy cái hình này thì mình thấy rất là màu mè, thì rất là nổi bật và ấn tượng. Và cái trò chơi này thì cũng rất là sáng tạo. Tuy nhiên thì cái máy nó hơi bị gọi là như kiểu là nó thiếu dầu ấy, nó hơi bị kẹt một tí. Đấy là bước khởi động thôi, sau này là rất trơn rồi. Đấy. Thế nên là nó đưa lên, nó đưa xuống, nó hơi bị kiểu két đấy. Ok, thì mình thấy là cái này thì cũng khá là đẹp. Thế nhưng mà nó vẫn còn một số lỗi. Ví dụ như là những cái này thì nó rất dễ bong ra các bạn ơi. Dùng có khi được một lần người chơi người ta đã hỏng rồi. Dán chơi được không? Đây người ta gọi là làm ổ. Dán không kỹ. Tiếp theo sẽ đến là tác phẩm của anh gấu đỏ. Cái gì đây anh gấu đỏ ơi? Em nhìn từ nãy giờ vẫn chưa hình dung ra. Cái máy tắt nước à? Đúng rồi đấy, đúng rồi, hả sao ơi? Máy tắt nước. Máy tắt nước hả? Em mới lại bị tạt. Con Nip nghĩ đây là cái gì con Nip? Em nghĩ đây cũng là một cái trống trống anh ạ, phải không? Đúng. Đấy, con Nip thông minh ấy. Đây này, cánh đây này. Đấy, đúng không? Đây là một cái trống trống, khi quay nó sẽ quay như này. Rồi. Anh làm thêm hai cái một cái ống bơ vào đây, ống lon vào đây. Và có hai cái dây buộc đây để khi quay nó sẽ tạo ra tiếng động như này. Nó kêu con à? Tức là nó giống như là một cái chuông báo động. Nó mình sẽ đặt nó ở vườn. Ví dụ như là những cái thú hoang nó vào vườn muốn phá hoại mùa màng của mình. Đúng. Thì những cái này nó sẽ có tác dụng là xua đuổi. Đúng, đây là chúng mình. Máy này gọi là máy đuổi chuột. Máy đuổi chuột nữa. Anh chế tạo ra cái máy này để khi mà anh cắm ở ngoài ruộng. Cắm ở ngoài ruộng có gió vào một cái là quay quay này. Mấy con chuột nó tưởng là có người. Nào nó không dám vào nó ăn nữa đúng không? Nhưng mà anh ơi, cái này đầu tiên là em nhìn thấy màu mè là nó hơi xấu anh ạ. Đúng rồi. Tại vì anh muốn để cho nó chất liệu nguyên cái vỏ như này để cho nó đúng là đồ tái chế. Chất liệu nguyên bản nhất. Thế nhưng mà anh ơi, thế máy này nó có hoạt động trơn tru không hay nó lại kẹt kẹt nốt? Cái này nó về bằng sức cơm anh ơi. Tại vì hôm nay trời em nhìn thấy cây nó không động đậy một tí nào, chứng tỏ là không có gió. Nên là không quay được, chứ ra ngoài đồng gió mạnh quay được ngay. Còn cái này của anh chỉ cần đưa tay nhẹ này cái là đã quay rồi đó. Trơn tru anh ạ. Anh sẽ đi bộ cho em xem. Tức là như cái này nó khá là trơn tru các bạn ơi. Của beta thì ví dụ mình phải chạy gọi là 100%. Còn cái này thì gió nhẹ là đưa đi được rồi. Đó, em thấy chưa? Ôi, trơn lắm luôn này anh ơi. Nhìn bây giờ. Nếu mà em còn chạy nó còn quay nhanh nữa, em thử chạy xem. Đây là gió to này các bạn này, gió to thì nó sẽ quay như thế này. Ôi, các bạn ơi, cái máy này nó xịn lắm luôn ấy. Vita quay, không phải là không quay nhưng mà nó quay tay. Đúng rồi. Đấy, tay như này là nó quay ác này. Ôi anh gấu đỏ ơi, cái này là em thấy là khá là sáng tạo này. Mỗi tội là hình thức màu mè thì nó hơi bị xấu anh ạ. Quá xấu. Tại vì cũng cơ bản là cũng ít thời gian quá. Nếu mà có thời gian anh sẽ sơn xanh đỏ tím vàng giống của Vita đây thì hơi bị đẹp luôn. Thôi bây giờ hai sao chấm điểm đi chứ nhỉ? Rồi, bây giờ ấy là em đã có điểm số ở trong tay và em tin chắc rằng ấy, tất cả các bạn ấy khi mà đang xem video này thì các bạn cũng sẽ có điểm số và giống như của Hà Sam luôn. Bây giờ em sẽ chấm này. Tác phẩm của Quân Hiêm. Đẹp. 10. 7 điểm. 7 điểm. 10 có 7 điểm mà. Biết rồi. Quân Hiêm chỉ trang trí được thôi các bạn ơi. Rồi tác phẩm của Vita. 10 điểm. 1 điểm. Có quay được đâu.
10 điểm. Ê, được có 7 điểm. Đấy bằng một con nhíp à? Trong chóng ấy tớ làm bằng dưới. Đứng im nó còn chạy cơ. Cậu đây phải chạy học hơi thì mới chạy được. Mới đây là được. Nó không có gió đâu. Nếu mà có gió thì nó chạy được ngay. Con của cô tác phẩm khá là đẹp, vừa chơi được vừa rèn luyện trí não được, mà ấy, mỗi tội nó hơi kẹt một tí. Tác phẩm của cô 8 điểm. Anh có nói thì tác phẩm khá là sáng tạo này và em thấy là còn có tác dụng là hữu ích đối với lại tất cả các bác nông dân này, ứng dụng vào ngoài môi trường thì rất là tốt này. Thì em mỗi tội là màu hình thức thì nó hơi xấu. Em chấm cho anh câu đó là 8 điểm rưỡi. 8 điểm rưỡi là mình đã là người chiến thắng rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn hãy giống như Team Hà Sam, hãy tái chế những cái đồ bỏ đi thành những vật dụng hữu ích nha. Và đừng quên mua 4 lốc sữa thạch Cool Cool 170ml để nhận ngay bộ ghép hình sáng tạo từ Cool nha. Sữa thạch Cool Cool, uống ngon nhất nách, nhai vui, oách sẵn lách nha.